Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Lê Khôi Audio. Và cứ như thường lệ, khoảng 22 giờ đến 23 giờ mỗi ngày thì Lê Khôi Audio sẽ trình làng giới thiệu những cái sản phẩm mới nhất cũng như những cái clip và phôi ghép về các cái cặp loa cổ có mặt tại Lê Khôi Audio. Anh em yêu thích kênh YouTube, yêu thích shop Lê Khôi Audio, mời anh em cùng đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất Lê Khôi Audio sẽ giới thiệu tới anh em. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh em một cái clip để ghép về cặp loa đồng trục. Cặp loa này thì Khôi đã đăng rồi, đã ghép rồi, nhưng mà hôm nay Khôi sẽ thử nghiệm với một con âm ly khác và thể hiện một cái nhạc khác, nhạc trữ tình, để anh em có cái trải nghiệm, có cái hình dung, cảm nhận cái chất âm khác, để chọn lựa cho mình một bộ ghép thật là hoàn hảo, thật là đẹp về cả nghe lẫn nhìn. Thì hôm nay là Khôi ghép với âm ly đèn Bogen RB60. Cùng giới thiệu với anh em, con này là về từ Mỹ, hình thức rất là đẹp. Vỏ gỗ đóng, nhưng mà đóng cũng như zin. Công này thì đến 4 cây công suất 7355 Bogen, 4 cây 12x7, cũng là của hãng Bogen, nhưng mà Bogen Remedy, có nghĩa là Bogen của Đức, cho chất âm rất hay và tiếng cũng có lực. Và đặc biệt ở trên cái nóc tủ, trên cái cặp loa thì xin lỗi, nó bị mắc nghẹn một cái cặp chép siêu kèn nha, đến từ hãng JBL và được các dân chơi, các kỹ sư Nhật đồ thiết kế theo cái sở thích riêng. Thì hôm nay đã được Lê Khôi Audio ship về. Đây là hai cái bịch anh em ha, hai cái bịch này từ Nhật đóng này, đóng hai cái kèn này, hai cái kèn này tháo rời được nha anh em. Đây, Khôi sẽ tháo thử anh em coi ha. Đây, hai cái kèn này mình tháo được nha, tháo rồi và được dán lại nha. Tháo rồi và dán vào như thế này đó anh em ha. Thì cái kèn này, thì cái kèn đây gọi là kèn lá, thì anh em cũng biết rồi, nó có cái chức năng thứ nhất, nhìn vào cái hình thức nó là trang trí đẹp, thứ hai nó là gọi là một cái máy hiên hả, thì nó sẽ làm để tạo cho cái tiếng chép, là tiếng kèn này nó đi ra đúng theo cái hướng nha, đúng theo cái hướng này. Rồi đây, bây giờ em sẽ đi sờ thẳng vào giới thiệu về cái cặp hồng kèn này nha. Đây là một trong những cái hồng kèn rất là khủng, cực kỳ khủng nha. Cái model của nó là H91, H91 anh em. Đây model nha, quay sát luôn nè, zoom lại luôn nè, H91 ha. Đây là một cái hồng kèn của Mỹ nha, của Mỹ nồi. Đây, zoom bự quá, nhìn này, đây anh em ha. Rồi cặp này thì nguyên zin nguyên bản. Đây anh em, các cái kỹ sư Nhật đã đồ lại nha, với cái code server là của hãng Fastest. Code server này là của hãng Fastest. Còn cái phân tần này cũng là của hãng Fastest luôn anh em ha, tụ nha, một cái tụ đen và một cái tụ vàng nha. Thì cái cặp này, nguyên cái bộ phận này là được bên Nhật đồ lại thiết kế nha. Nhìn cái chiều ngang của nó là 50 cm. Anh em nào có cái cặp loa JBL hay là có cái loa nào 50 thì về gắt cái này lên nha, rất đẹp, rất tuyệt vời. Em sẽ quay lại thêm lần nữa, quay từ trước ra sau luôn nha. Đây anh em nhìn những cái mối hàn này từ bên Nhật về ha, mình chưa có làm cái gì hết nha. Đây là cái cụ của nó, em zoom này luôn ha, đó anh em xem các cái thông số nằm sau này nha. Thì em sẽ đưa máy cho anh em xem luôn ha. 8 ohm ha, 8 ohm. Cái thông số cơ bản rồi,
Ok, bây giờ sẽ không để anh em đợi lâu. Em sẽ test cái chất âm nha. Để anh em cùng thưởng thức. Và luôn tiện thì quay thêm cái con bogen cho anh em xem ha. Cái nắp này là tháo được anh em nha, tháo được. Đây, cái nắp này tháo rồi được. Và cái dòng bogen này thì bên trong cái sườn không có được xi như các cái dòng khác nên nó bị ổ, nhưng mà không đáng kể. Quan trọng nhất là máy zin và bóng zin nha. Cái mặt rất đẹp, đây đẹp và đẹp mịn màng anh em ha, đẹp mịn màng. Cái vỏ gỗ này đóng như zin anh em, anh em nhìn là biết này, nhìn cái gỗ này ha, nhập về đóng và dán gỗ làng lên, có tính thẩm mỹ rất cao. Hộp loa thì em đã giới thiệu ở clip trước. Anh em quan tâm thì vào Facebook, Zalo để xem thêm hình ảnh, hoặc là vào kênh YouTube này, ở clip trước để xem cái giới thiệu nha. Còn bây giờ sẽ mời anh em cùng nghe chất âm nha. Em đang để cái đầu xa đây nha. Đây, bây giờ để mở nhạc nha anh em. Rồi bây giờ đôi khi ngọn gió hoa
mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Clip tới đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em yêu thích Lê Khoa Radio, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau.